Hello các bạn, chào mừng tất cả các bạn đến với channel Phúc Quanh Vlog nha. Thì ốc mình đã bắt xong rồi, giờ nhúm lửa lên xong cái mình bỏ lên mình luộc sơ ngay rồi. Mình luộc sơ cho ngóc nó chốc mề cái mình nướng các bạn. Mình làm ốc nướng mỡ hành nha các bạn. Cái này mình nhúng lửa bằng vỏ dừa nha các bạn, cho có than là mình nướng nha các bạn. Liên quanh nó đang làm mỡ hành nha các bạn. Đó, ốc mình luộc xong đã chóc mề hết các bạn. Này là cái bếp của mình các bạn. Giờ mình để lên nha các bạn. Sau đó mình chế mỡ hành lên nha. Lên chén mỡ hành em. Đang quanh nha các bạn. Mình vừa nướng mà mình vừa quay á, cái video nó hơi lắc, các bạn xem thông cảm giúp mình nha. Trời, văng ba ngóc ra ngoài luôn rồi mấy cha. Chung nó bụp bụp luôn mà. Lấy cái muỗng em. Quanh nó lấy cái muỗng ra mình chế mỡ hành nha các bạn ơi. Chén đấy chén gì vậy? Mình chế mỡ hành lên mà. Dạ nóng. Nấu dữ à. Còn cho các bạn, nãy giờ mình quay nó không đẹp, bây giờ mình quay đẹp. Các bạn, mình vừa quay, mình vừa chế mỡ hành với lại nướng ốc nữa, nó video nó không đẹp mà. Nó không sống động. Mình chế mỡ hành lên cái ốc nó sôi lên, mỡ hành nó thơm lắm nha các bạn. Các bạn xem thấy hay nhớ like và subscribe kênh mình nha các bạn. Chín rồi bạn, mình đem ra nha các bạn. Còn nước gì húp nó mới ngon nha các bạn.
mình đem qua dĩa nè các bạn. Bên đây là ốc mình luộc nãy chốc này nè các bạn. Con này mình nướng rồi nè. Nói chung là ốc nướng mỡ hành thì nó thơm với lại nó ngon lắm nha các bạn. Nóng quá bạn ơi, lấy tay gắp gà nóng quá. Bắt này mà nó còn sôi luôn, biết nóng cỡ nào mà bạn lấy tay bóc luôn mà. Giờ mình để cái khác lên mình nướng tiếp nha bạn. Chín tiếp theo các bạn, mình lấy ra luôn các bạn ơi. Đây anh em mình nè các bạn, mình nướng mà nó ngồi nó ăn như đúng rồi luôn các bạn. Mình lấy ra hết. Chị xấu lắm, nhưng mà đẹp. Dạ. Rồi luôn. Rồi, rớt luôn rồi, con đó phạt 5 ly đó. Đây là cái dĩa ốc nướng mỡ hành của mình nè các bạn. Mời bạn nha các bạn. Ngon quá. Ăn tao lúc nào ngon. Mời bạn ăn, sướng nhiễu gồng gồng không bạn? Áo mình đó. Mời các bạn nha. Ngon. Làm gì vậy? Cái nước nó ngon. Cái nước này nãy mình làm thắng mỡ hành á bạn, cái mình bỏ miếng muối, miếng bột ngọt, miếng đường vô. Cái nước ngon cực kỳ. Nó
Ngon à. Dạ. Không dám nữa. Đấy vô. Bỏ tương ớt vô đây nữa dạ. Ngon quá các bạn ơi. Ngon cực kỳ luôn nha các bạn. Nói chung nước ốc là nó ngọt sẵn rồi. Ốc này mặt cũng mỡ mà mỡ quá trời. Ăn dòm đâu ông nội? Dòm giả kìa. Không dòm, em thấy thưởng thức rồi kia rồi. Ngon lắm nha, ngon. Nhất kênh ạ. Mà nướng con ốc này mà nướng mỡ hành mà nướng con ốc này nó khô quá ăn không có ngon nha các bạn. Nướng mà còn nước gì nè nó mới ngọt. Các bạn xem thấy hay nhớ like và subscribe cho kênh mình nha các bạn, giúp kênh mình phát triển nha các bạn, chia sẻ cho nhiều người xem luôn nha. Lễ dở qua bị mất cái nước. Năm mình chỉ quay tới đây thôi nha các bạn, mình xin dừng lại đây nha. Thì hẹn các bạn ở cái clip tiếp theo nha các bạn. Bye bye.